gì đi. Dạ, là hạt sen đó tiểu chủ. Đây là ý nghĩa, đừng nên quét hết nha. Quy định trong cung nói ngụ ý là mau sinh quý tử, tức là hy vọng tiểu chủ sinh được long chủng. Mỗi một phi tần được hoàng thượng sủng ái đều làm như vậy đó. Nè, chén này là canh thuốc trị đau mà phòng ngựa thiện đặc biệt chuẩn bị cho tiểu chủ. Sau khi tiểu chủ uống vào sẽ ngủ ngon ngay. Tôi phải nghỉ ngơi rồi, quy ăn đi. Nô tỳ xin phép cáo lui. Nhĩ Thuần à, mùi thơm trong túi hương của muội thật sự phối hợp rất tuyệt. Nhĩ Thuần xin thỉnh ăn Như Phi nương nương. Như Nguyệt xin thỉnh ăn Hoàng hậu nương nương. Ban ngồi. Tạ ơn nương nương. Mọi người canh giờ cũng chính xác lắm. Nhĩ Thuần vừa đến cung Vĩnh Thọ, bây giờ không cần đi tới đi lui nữa. Hôm qua mới là đêm đầu tiên Nhĩ Thuần hầu tẩm, bổn cung tưởng sáng nay muội sẽ không thức dậy sớm chứ. Nhĩ Thuần nghe cái gì tỷ tỷ nói là mỗi một chị đáp ứng hầu tẩm xong nhất định phải vào cung thỉnh ăn Hoàng hậu nương nương và các nương nương khác, cho nên sáng nay Nhĩ Thuần không dám có sơ suất gì. Quy định chỉ chú trọng nhắc nhở tâm tư của con người. Nhĩ Thuần nết na hơn người, tâm tư đã có, những chuyện nghi lễ có thể miễn giảm. Giống như túi hương này vậy, chỉ chú trọng mùi thơm chứ không hề chú trọng bên ngoài. Chỉ cần mùi thơm không phai thì đâu có thất lễ. Muội tặng cho bổn cung không chấp nhất đâu. Nếu Hoàng hậu nương nương thấy thích thì hôm nay Nhĩ Thuần sẽ tặng túi hương cho Hoàng hậu nương nương. Mai này sẽ là một cái mới tặng cho nương nương bù đắp sơ suất hôm nay. Đích thực thể diện của Hoàng hậu nương nương lớn lắm. Như Nguyệt cũng từng yêu cầu lấy túi hương này, nhưng giá nào Nhĩ Thuần cũng không chịu nhường lại. Hôm nay vừa được ân sủng liền ngoan ngoãn như vậy, quả thật từ đầu Như Nguyệt đã sơ ý quá. Như Phi nương nương nói đùa thôi. À phải muội muội, vài hôm nữa là Tiểu Cách Cách đầy bách nhật. Ý của hoàng thượng là muốn cầu phúc mở tiệc bách tuế cho Tiểu Cách Cách. Còn chuyện hôm đó tụng kinh cầu phúc ở điện Khâm An, làm phiền muội muội bỏ công thu xếp trước sau giùm. Tiểu Cách Cách có ngạc nương như muội, không cầu phúc thì làm sao tránh khỏi tiểu nhân. Bỏ công lo cũng phải thôi. Muội muội cần gì phải lo lắng chứ. Tuy Tiểu Cách Cách là thân nữ nhi, nhưng dù sao cũng là giọt máu của hoàng thượng, lẽ nào lại bạc phước. Đó, giống như Nhĩ Thuần vậy, có thể được hoàng thượng ân sủng là một phước phần lớn lắm rồi. Bổn cung thật sự hy vọng mai này hai người có thể thay hoàng thượng sinh thêm một long nhi. Mừng cho hoàng hậu nương nương lo tính cho chuyện kế thừa long duệ, Như Nguyệt và Nhĩ Thuần nhất định dốc hết sức mình, nhất định không phụ lòng mong mỏi của nương nương. Như Nguyệt còn có nhiều chuyện phải lo, xin phép cáo lui. Nhĩ Thuần, mời hãy lại trò chuyện với hoàng hậu nương nương đi. Thần thiếp cáo lui. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh lên. Bảo Thuy tỷ tỷ, tiểu chung Nhĩ Thuần. Cúc gỗ kỳ lạ. Ngoài trừ cúc gỗ đó, cô còn trông thấy một số vật dụng xếp chung với nhau. Tuy khúc gỗ đó đã bị cháy đen, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ trên đó ghi ngày tháng. Ngày tháng gì? 17 tháng 4 năm Bính Dần. 17 tháng 4. Đúng là trời đã giúp ta. Kẻ tiểu nhân như Như Phi, không ngờ bụng dạ bà ta độc ác đến như vậy. Nếu ta suy đoán không sai, bọn người Như Phi đang dùng cổ huyết địch để làm pháp lập chú. Tương truyền sẽ làm cho kẻ đối đầu gia đạo bất hòa, vận mệnh giảm sút. Dùng tóc và móng tay của đối phương để trên tấm gỗ cầu chú, cộng thêm sinh thần bát tự của người đó đem đi thiêu đốt, sẽ có thể phát huy công dụng. Vậy kẻ đối đầu với Như Phi là ai? Tuy con không thấy bao giờ, nhưng mà là người ở trong cung. Con sinh vào ngày 17 tháng 4, có thể xứng đáng làm đối thủ của Như Phi chỉ có một người. Không lẽ là hoàng hậu nương nương? Một lũ phụ nhân, suy cho cùng bà ta cũng không thoát khỏi lưỡi búa. Nhưng đối với tâm tư của Như Phi, bà ta tuyệt đối không dùng cách không chắc chắn để đối phó người khác.
con người ta dù tinh ranh cách mấy cũng có lúc không kềm được lòng mình. Bao năm qua Như Phi đã dùng đắp ba người các tận Đức Tần và Dinh Tần cùng hầu hạ hoàng thượng, nhưng không có chút tích. Lần này con có thể chiếm được cảm tình của hoàng thượng, mới quay lưng và ta lại nghĩ hoàng hậu đương đương muốn lôi kéo con. Cơn giận này ai có thể chịu được chứ? Dù là thật hay giả, chúng ta tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Con phải cẩn thận để ý, nếu còn có cơ hội thì kể tội bà ta. Trừ khử Như Phi, từ nay ở trong cung sẽ không cần nể nàng kiêng kỵ ai nữa, và ngôi vị của ta sẽ càng vững. Tuy tiểu chủ Nhĩ Thường không lên tiếng nói, nhưng nô thì dám khẳng định tiểu chủ đã để ý đến bí mật nương nương muốn cậu phát hiện. Làm tốt lắm. Nhĩ Thường trung thành thế nào, bổn cung vốn rất muốn thử lòng. Bây giờ hoàng hậu nương nương có nhã hứng đòi giành người với ta, bổn cung cũng sẵn sàng lợi dụng danh nghĩa này để Nhĩ Thường tưởng đâu bổn cung đã không thể chịu được hoàng hậu nương nương nữa, từ đó thử lòng xem sao. Nhưng nương nương không dự định đứng trước mặt tiểu chủ dùng đạo thuật đối phó với hoàng hậu nương nương chứ? Cái chúng ta làm chỉ là một sự mô phỏng, nhưng ta muốn trong mắt của Nhĩ Thuần sự việc phải xác thực tồn tại, cho nên ta còn muốn ngươi thay bổn cung ám chỉ thêm vài điều với Nhĩ Thuần. Bảo Thuyền tung lệnh, Bảo Thuyền biết làm gì rồi. Nhĩ Thuần có tội lớn, phiền nương nương bận tâm. Thực ra tôi không có bệnh nặng gì, chẳng qua là gần đây ngủ không ngon giấc lắm, cho nên tinh thần mới không ổn. Thật ra nương nương không cần thỉnh chỉ truyền ngự y vào cung. Có cầu có bệnh phải chữa ngay, nương nương làm như vậy chẳng qua là lo cho tiểu chủ thôi. Nếu nương nương không có tiểu chủ là người trong nhà thì đâu có quan tâm như vậy. Tiểu chủ Nhĩ Thuần, Tôn đại nhân đã đến. Mời đại nhân vào đây. Tiểu chủ Nhĩ Thuần Cát Tường, tiểu chủ cảm thấy trong người không khỏe, ở đâu có thể thuật lại với hạ quan không? Tiểu chủ ngủ không ngon lắm. Chẳng phải chứng mất ngủ trước đây của tiểu chủ đã khỏi rồi sao? Chuyện giờ trước tôi mất ngủ đã chấm dứt lâu rồi, gần đây ngủ không được ngon chất, tin chắc là thu đến gió khô ghi ra. Chỉ cần đại nhân sắc một ít thuốc thanh nhuận cho tôi uống, sẽ không làm phiền đại nhân bôn tổ gì tôi nữa. Có cầu bệnh lâu thành y, thật ra câu nói này chỉ để đùa thôi. Tiểu chủ ngủ không được ngon giấc nhất định là phải có nguyên do, hay là hạ quan bắt mạch cho tiểu chủ nha. Tôi nghĩ nguyên do ngủ không ngon giấc đâu chỉ là như vậy, khúc chừng Dĩ Thường đã bị tà ma xâm nhập vào mộng nhiễu nhương. Không lẽ công phu pháp thuật thần thông này đại nhân cũng biết sao? Tha lỗi cho hạ quan nói thẳng, xưa nay Như Phi nương nương không thích ai nói chuyện ma quỷ, tiểu chủ hà tất lấy chuyện này làm đề tài trước mặt của nhiều người. Như Phi nương nương không thích nói chuyện ma quỷ cũng vì sợ người ta hoảng loạn thôi. Tưởng Cấm Thành có lịch sử lâu đời, bộ ít có người chết sao? Bàn môn tả đạo không đáng tin tưởng. Ai nói không tin? Tiền triều có một hoàng đế Long Khánh, nghe nói đã uống rượu có trò than gỗ phích lịch, đã làm phép nên bỏ mạng, ông có biết à? Chắc là lâu rồi cô không đến xướng âm cát để nghe hát. Gánh hát còn chưa dựng xong, cô đã bộc phát cơn nghiện, bổn quan khâm phục vô cùng. Đại nhân không tin thì thôi, nô tỳ ăn nói vô vị, không phiền đại nhân chuẩn bệnh nữa. Tiểu chủ Nhĩ Thuần à, cô cẩn thận nha, nô tỳ xin cáo lui. Hạ quan không tin tiểu chủ là người mê tín, hay để hạ quan bắt mạch cho tiểu chủ trước rồi nói sao? Tôi nghĩ không cần như vậy nữa. Bây giờ Nhĩ Thuần đã được hoàng thượng ân sủng, lẽ ra phải cảm thấy mãn nguyện mọi chuyện, tinh thần sảng khoái, tâm tư thư thái. Cho nên thời gian sau này nếu như có thể không cần làm phiền đại nhân nữa. Mời đại nhân quay về cho. Bạch Lan, tâm tư của đại nhân nên tập trung vào người mà ông vốn phải quan tâm còn hay hơn. Tiểu chủ, tiễn đại nhân đi đi. Dạ. Hạ quan cáo từ. Lúc nãy đạo trưởng nói những chuyện liên quan đến ngày mai cầu phúc tế lễ, Nhĩ Thuần có nghe rõ không? Dạ, Nhĩ Thuần nghe. Bạch Vân Quán vốn là đạo quán nổi tiếng nhất ở Tây Sơn Kinh Thành. Các vị đạo trưởng đều có bản lĩnh thần thông,
cách cầu phúc giải tay của họ đều khác hẳn mọi người. Để tránh có gì sơ suất, Nhĩ Thuần muội nên để mắt giùm. Đến khi đạo trưởng có gì cần thì muội thay ta lo liệu giùm nha, biết chưa? Nương nương yên tâm đi, Nhĩ Thuần ghi nhớ rồi. À phải, lúc cầu phúc, hoàng hậu nương nương và Như Phi nương nương sẽ ngồi ở hai bên càng khôn trong điện. Bần đạo sẽ cùng với Tiểu Cách Cách ở tiền điện hành pháp cho đến khi xong việc. Vậy thì mọi chuyện làm phiền đạo trưởng. Nương nương quá lời, tha lỗi cho bần đạo nhiều lời. Bần đạo từng nói, năm nay Tiểu Cách Cách xung khắc với mã, cho nên hôm cầu phúc hãy nhớ phàm là những vật dụng liên quan đến ngựa, hình vẽ, với lại người tuổi ngọ đừng nên cho họ xuất hiện ở trong điện. Chuyện này bổn cung đã hiểu. Với lại là sau khi xong lễ tế vẫn phải làm phiền một vị nữ nhi ở hậu cung thay Tiểu Cách Cách dâng rượu cho chủ mẫu hoàng hậu nương nương. Nếu ta suy đoán không lầm thì bọn người Như Phi đang dùng gỗ phích lịch để làm phép lập chú. Tiền triệu của hoàng đế Long Khánh nghe nói đã uống rượu có tro than gỗ phích lịch đã làm phép nên bỏ mạng. Ông không biết sao? Làm xong tất cả mọi nghi thức mới được gọi là phù hợp với thiên địa quy pháp, viên mãn cao trục. Làm phiền đạo trưởng chỉ dẫn. Nghĩ thôi, bổn cung sẽ cho người chuẩn bị rượu tế. Ngày mai sau khi kết thúc cầu phúc, muội sẽ phụ trách dâng rượu cho hoàng hậu nương nương. Vậy là được rồi. Dạ biết nương nương. Đưa Tiểu Cách Cách cho ta ổng đi. Được hoàng hậu nương nương thương yêu nó, Tiểu Cách Cách muốn cũng không được. Ủa, sao tay của Tiểu Cách Cách lạnh quá vậy? Có phải mặt không đủ ấm không? Có lẽ là ngay hướng gió thôi. Bảo Thùy, lúc nãy Đức Tần nương nương có tặng một tấm mền cho Tiểu Cách Cách mà, mau qua đây. Năm nay Tiểu Cách Cách xung khắc với mã, cho nên hôm cầu phúc đó hãy nhớ là tất cả những vật dụng liên quan đến ngựa, hình vẽ, với lại người tuổi ngọ không được cho họ xuất hiện ở trong điện. Dâng rượu cho hoàng hậu nương nương đi. Hoàng hậu nương nương mời thưởng rượu. Mừng nương nương cuối cùng đã tìm được một người đáng tin cậy. Biết mà không báo, coi như đã được. Nương nương, người không yên tâm sao? Nếu Nhĩ Thuần một lòng muốn nịnh bợ hoàng hậu thì lúc nãy cổ đã lên tiếng rồi. Nhưng rõ ràng bây giờ cổ đầu quân về phía chúng ta. Không lẽ bổn cung không biết đạo lý này sao? Nương nương, có phải nương nương còn nhớ chuyện hôm đó tiểu chủ Ngọc Vinh không? Ngươi đoán được tâm ý của bổn cung à? Đô tài không dám. Có điều là cổ ngữ có câu, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây lạc. Cũng có trách nương nương không dễ dàng tin đám tiểu chủ đáp ứng này. Không phải là bổn cung không tin Nhĩ Thuần. Xét theo thực tế, nếu cổ là một Ngọc Vinh thứ hai muốn hại ta thì lúc nãy cổ đã có thể ra tay, không cần phí công sức ở lại bên cạnh bổn cung đâu. Chẳng qua ta nghĩ, nếu thiên hạ này thật sự có một thứ bùa chú linh nghiệm như vậy thì ta đã dùng nó để đối phó với hoàng hậu đáng ghét này lâu rồi. Thực tế không cần gì bảo vệ ngôi vị này, phải lập mưu bao năm nay, lao tâm bao năm nay. Cảm ơn ông Tôn đại nhân. Đây là bổn phận phải làm của hạ quan, quý nhân không cần khách sáo. Đồ để trên bàn là gì vậy? Tôi thấy trời sắp chuyển lạnh nên định may đôi bao tay cho Nhĩ Thuần thôi. Thật ra cho đến hôm nay, tiểu chủ Nhĩ Thuần rất được hoàng thượng và Như Phi nương nương chiếu cố,
Mọi nhu cầu cuộc sống đã có người lo lắng cho cổ. Quý nhân không cần chuẩn bị cho cổ thứ gì. Có phải ông sợ Nhĩ Thuần giành được tiếng thơm sẽ quên tỷ tỷ này không? Cho dù cổ có tấm lòng này, nhưng cũng chưa chắc có thời gian để đến thăm hỏi. Cho dù ít khi gặp mặt cũng không quan trọng. Chỉ cần được hoàng thượng sủng ái, đừng giống như tôi, thì tôi đã mừng lắm rồi. Có phải bao tay này khó bay lắm không? Đơn giản lắm. Vậy hạ quan có thể nhờ quý nhân làm thêm một đôi giùm không? Tôn đại nhân cũng muốn lấy sao? Chuyện là gì? Hạ quan có quen với một tiểu chủ dạo trước tay của cổ bị phỏng lửa. Bây giờ không còn địa vị gì ở trong cung nữa. Cho nên... Nếu Tôn đại nhân đã mở lời thì người bệnh này đâu dám từ chối chứ. Vậy hạ quan thay tiểu chủ Ngọc Dinh nói tiếng cảm ơn trước. May theo kiểu này đại nhân thấy có được không? Đương nhiên kiểu cách không thành vấn đề, nhưng kích thước phải trung bình một chút. Hạ quan sợ chật quá sẽ bó chặt vết thương của cổ. Chết tiệt này, chết đâu hết rồi. Đừng tưởng tôi ở đây cả đời thì lộng hành như vậy. Chỉ biết nhìn tiền mà không biết nhìn người. Cô nghĩ cô còn có thể rời khỏi cung Diên Hy sao? Sao cô lại ở đây? Cô muốn kêu người chạy tóc giùm cô chứ gì? Bây giờ tôi sẽ chạy cho cô. Tôi không cần cô giúp. Tỷ tỷ, tỷ đừng quên tỷ đang bị bệnh. Một người bệnh cần phải ngoan ngoãn nghe lời. Tỷ cũng đâu có muốn gặp Như Phi thỉnh chỉ, nói tỷ không ngoan. Qua đây. Tôi biết cô là người hùng binh cạnh Như Phi. Cô nói gì bà ta cũng nghe theo cô. Cô đã có tiếng tăm rồi, cô còn đến đây bêu ríu tôi để làm gì? Bêu ríu? Tỷ hiểu lầm rồi, mùa đến cảm ơn tỷ thì đúng hơn. Nếu hôm đó công nhờ tỷ nịnh bợ Như Phi trước làm tấm gương sáng, thì muội cũng không biết thì ra muốn chiếm được niềm tin của Như Phi phải qua nhiều cửa ải. Nói chuyện này cho tỷ biết nha, muội mới thắng một trận rất nguy hiểm, lần này cũng nhờ tỷ thôi. Cô không cần khách sáo. Những gì bấy lâu tôi làm trước mắt Như Phi cô cũng biết làm, hơn nữa còn thông minh hơn tôi nữa. Tôi giành không lại cô là vì tôi không nhẫn tâm bằng cô, độc ác bằng cô. Tức là ý cô nói cô là người tội nghiệp nhất thế gian này à? Cho dù tôi tội nghiệp mấy cũng không liên quan gì đến cô. Cô muốn giành cũng đã giành được rồi. Cô đã được hoàng thượng sủng ái, cô cần đàn ông cũng đã đạt được rồi. Tôi đã thua hoàn toàn rồi, cô còn muốn cái gì nữa chứ? Cô thua hết, còn tôi thì được cái gì? Đến cuối cùng tôi chỉ có một người đàn ông tôi không hề yêu. Chỉ một điều này cũng đủ không bằng cô rồi. Thực ra ngoại trừ dung mạo của cô xuất chúng, tôi không thấy cô còn cái gì đặc biệt. Tôi thật không hiểu tại sao đàn ông lại yêu cô. Nếu cô muốn lên cơn đi, làm ơn dự phòng của cô đi. Chúng ta đã từng kết nghĩa với nhau, tỷ tỷ hợp tất vô tình gì chứ? Tôi đã ra nông nỗi này rồi, tôi không còn khả năng dành với cô nữa. Cô muốn sao mới chịu hạ dạ, mới vui sướng, mới mãn nguyện chứ? Cô muốn sao chứ? Thật ra là cô muốn gì? Tôi muốn gì? Tính đến hôm nay tôi ra vào cung Vĩnh Thọ, còn cô thì ở cung Diên Hy. Có nghĩa là từ nay tôi muốn cô thế nào thì cô phải thế đó. Thật ra cô còn bới tốt gì chứ? Cô nghĩ còn có người để mắt đến cô sao?
Không đại ca. Coi mũi kìa, làm như không muốn gặp huynh vậy. Đâu có, may mắn có bạn đến thăm, mũi vui mừng thì đúng hơn. Thật ra hôm nay huynh đến là có tin mừng muốn báo cho mũi biết. Nếu dọc đường đi không có sơ suất gì thì có lẽ ngày mốt nội của mũi sẽ đến nơi. Thật sao? Nhưng mà ngày mốt nhanh quá vậy. Lúc trước bạn của huynh làm áp tiêu, từ tới nam cho đến Hà Bắc, dọc đường đi đều quất ngựa truy phong, nói cho huynh biết tình hình dọc đường. Mũi sắp được gặp nội rồi, mũi không vui à? Đâu có, mũi mừng thì đúng hơn. Nhưng hình như huynh vui hơn mũi đó. Dĩ nhiên rồi, giúp được mũi mà. Với lại huynh và Trần Sản sắp được thăng quan. Thăng quan? Cao Tham Lĩnh sắp thăng quan bổ nhiệm. Ông nói sẽ đề cử huynh và Trần Sản với Tham Lĩnh mới làm phó lĩnh đối tả hữu ở Trần Võ Môn. Chúc mừng huynh. Thời gian trong cung của huynh ngắn ngủi, mới đó đã từng bước lên chức. Huynh bản lĩnh lắm. Bản lĩnh gì chứ, chẳng qua là tiền có thể sai khiến thôi. Vậy cũng phải. Ở Tử Cấm Thành, chẳng những tiền có thể sai khiến, mà còn không tiền khó đi mới đúng. Mụi không sao chứ? Không, những chuyện gia đình của mụi đã phiền huynh bấy lâu, mụi không biết làm sao cảm ơn huynh mới đúng. Đừng khách sáo quá, huynh chỉ có thể giúp mụi những chuyện này thôi. Mụi còn việc phải làm, không tiện tiếp huynh. Trời ơi, tài hoài à, thiệt. Ê, 4, 5, 6, 15 điểm tài. Trời ơi, lại tài nữa. Rồi, đặt đi, đặt đi, đặt tôi đi. Tôi đứng tin là xỉu à. Rồi, đặt đi. Đêm khuya huynh đến tìm tôi có chuyện à? Đúng là tôi tìm huynh có chuyện. Nhưng nhìn tình hình bản thân huynh cũng có vẻ có chuyện. Tôi thấy buồn quá nên ham vui chơi dài dán thôi. Chơi lớn như vậy mà nói là ham vui à? Sao hả? Cần ngân lượng xài lắm sao? Không phải. Không phải tức là an suy của nương à? Quy định trong cung, không phải lúc nào cung nữ cũng được đến Thuận Tinh Môn gặp người thân của họ. Phải chờ phủ nội vụ sắp xếp thứ tự rồi thay phi. An Xuyến đã bỏ lỡ thời gian đi gặp bà nội của cổ một lần. Nếu như là ngày muốn gặp, chiếu theo quy định ít nhất phải đợi 2 tháng. Tiếc là bây giờ. Tóm lại chức vị phó lĩnh đối đó huynh sẽ tìm cách khác. Hơn nữa tháng này Cao Thâm Lĩnh vẫn còn ở kinh thành, nếu ổng còn ở đây sẽ dễ nói chuyện hơn. Yên tâm đi, huynh đã tốn nhiều tiền cho chức này, huynh không bỏ cuộc vậy đâu. Muốn chửi thì chửi đi, giấu trong lòng để làm gì? Để không giấu trong lòng đâu, giấu hoài chết người đó. Người nên chửi đã chửi rồi, bây giờ nhà nhỡm lắm đó. Để nói ai? Còn ai vào đây nữa? Trước khi huynh đến, cô ta đi ngang, chỉ thiếu điều để chưa có tá cổ thôi. Để nói An Xuyến à? Nè, để có nhầm lẫn không? Huynh tự nguyện bỏ tiền giúp cổ thôi, không liên quan đến cổ, để không thể chửi cổ. Không biết bây giờ tại đệ nói dối giỏi hay là trong lòng huynh cổ quan trọng đến như vậy chứ. Cổ có gì đáng quý đâu, làm huynh phải điêu đứng. Một chiếc khăn lụa thối nát làm huynh điên đảo tâm thần, hai giọt nước mắt làm cho huynh liều mạng bằng sống luôn. Cô gái đó biết dùng thủ đoạn quá, đừng làm cung nữ, làm kỹ nữ đi. Làm đàn ông vui thì đưa ngân lượng cho cổ. Có cần ngân lượng để tiêu đâu cần phiền như vậy. Hay là hầu Trần Sản này đi. Để nói xong chưa? Trả ngân lượng cho cổ vậy. Để nói xong chưa? Cung Vĩnh Thọ tiếp kiến người thân. Bảo Yến cung Vĩnh Nương tiếp kiến người thân. Bảo Điệp cung Từ Ninh tiếp kiến người thân. Thể Nguyệt cung Húc Hoa tiếp kiến người thân. Chương Nguyệt
cung Hà Phúc tiếp kiến người thân. Tuyết Thúy cung Cảnh Dương tiếp kiến người thân. An Nhi cung Vĩnh Hòa tiếp kiến người thân. Hết giờ rồi, thăm hỏi kết thúc. Đợi thêm một lát đi, nội của tôi sắp đến rồi. Ô công công, ông thông cảm một lần đi, nội tôi sắp đến mà. Không phải con muốn giúp cô, nhưng mà thời gian đã qua rồi, trễ rồi không có ai tới đâu. Không phải mà, ô công công, đợi thêm một lát nữa đi. Ô công công, bà nội. Dạ. Bà nội, đúng là nội rồi. Phải, phải cháu ngoan. Là phiền ông. Nhanh lên đó. Nội à, lúc nãy con cứ sợ không gặp được nội. Không đâu, nội nhất định tới đây thăm con. Nội còn nhớ lúc con còn nhỏ rất thích ăn bánh do nội làm đó. Hôm nay nội có mang tới cho con. Ở đây còn vài bộ đồ, một đôi hài nội may cho con đó. Con giữ mặt đi ha. Con cảm ơn nội. Quá, cần gì cảm ơn nội. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Khổng đại nhân này đi. Nhờ ổng kêu một cái kiệu, nội mới có thể tới gặp con kịp thời thôi. Không có gì, hai người cứ trò chuyện đi. Nội đã già rồi, Xuyên, nội nhìn không có rõ lắm, con đưa tay cho nội coi để nội sờ con một lát. Thật quá, không cái gì chứ. Nín đi con. Con mừng lắm. Lâu rồi nội không có gặp con đã khôn lớn rất nhiều. Nội nhớ con lắm. Nhìn con ốm hơn lúc trước, chắc là ở trong cung cực khổ lắm hả con? Sao tay của nội lạnh quá vậy? Có phải nội lạnh lắm không? Dạ cả rồi, dĩ nhiên phải như vậy thôi. Nội à, hay là hôm khác con may áo ấm nội mặc đông nha. Mặc đông? Dạ. Con nghĩ nội ở kinh thành khoảng nửa năm nữa, đợi con được xuất cung, chúng ta sẽ cùng về quê sinh sống, có chịu không? Cảm ơn ông đã giúp tôi tìm một nơi thanh tịnh như vậy. Không cần cách sáo. Tóm lại nửa năm này làm phiền lão thái ở tạm nơi này. Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với trụ trì. Ông tốt bụng quá. Cháu của tôi có người bạn như ông, đúng là phước cho nó. Dạ, cẩn thận. Thử tài nghệ của tôi đi ha. Chỉ cần đợi thêm nửa năm, tôi và cháu của tôi sẽ có thể về quê rồi. Tuy là ở quê hơi nghèo một chút, nhưng tôi biết cách làm bánh. Đến lúc đó tôi có thể mở quán trà bán bánh trà. Tóm lại, trại công triệt đường con người, quan trọng nhất là phải cả nhà được đoàn tụ, cho dù khổ cực cách mấy cũng được. Không đại nhân à, ông nghĩ đúng không? Dạ đúng. Thật ra cũng được lắm. Bây giờ nội của muội tá túc ở am đường, còn có thể lạy Phật tụng kinh. Bản thân bà cũng nói nửa năm qua nhanh lắm. Nhưng đành làm vậy, có thể ăn chay cực thân bà lắm. Nhưng muội yên tâm,
thỉnh thoảng huynh sẽ kêu Tần Sản nấu nồi thịt đem tới cho bà tẩm bổ, đến lúc đó dù trở gió không cần sợ. Nhưng e rằng lần này Trần đại ca sẽ không nghe lời huynh. Muội biết hết rồi à? Không có gì đâu, con người của Trần Sản thì hơi cộc cằn một chút. Huynh và nó thường như vậy lắm, không có gì đâu. Huynh ăn nỉ nó, uống vài chung rượu sẽ xong ngay, không cần lo cho huynh, không sao thật mà. Nhưng cũng tại muội, làm anh em hai người không chỉ cãi nhau một lần. Sự thể bây giờ, nếu muội nói tiếng xin lỗi huynh, chỉ càng biểu lộ muội giả bộ không biết. Muội muốn trả lại tiền cho huynh thật sao? Thật ra không phải huynh bắt người ta mắc nợ huynh, huynh mới cảm thấy anh hùng. Phải huynh biết, muội muốn giữa hai chúng ta đôi bên rõ ràng với nhau, không dây dưa níu kéo chứ gì. Huynh hiểu điều này, nhưng huynh chỉ muốn giúp bạn thôi, không lẽ như vậy cũng không được sao? Nếu phải giúp đỡ miễn cưỡng, giúp sao cũng không giúp được. Nếu bản thân muội làm được thì huynh đâu nhúng tay làm gì. Thật ra bây giờ chúng ta chỉ là hy vọng nội của muội bình yên vô sự, để mai này nội có thể bán bánh trà ở kinh thành an hưởng tuổi già. Bán bánh trà ở kinh thành? Phải, bà nói muốn đợi sau khi muội xuất cung sẽ về quê bán bánh trà. Nhưng theo huynh thấy, ở kinh thành này có nhiều người tô hàng, nếu buôn bán ở đây nhất định sẽ gặt hái thành công. Huynh điều tra giùm muội rồi, kế bên hội tô chiết có ngõ ngư đồng, nhiều người qua lại, xung quanh cũng ngăn nắp, đến đó mở quán buôn bán là thích hợp nhất. Nhưng mà dân chúng ở đó có hơi phức tạp một chút. Muội là nữ nhi con gái có thể không tiện cho lắm, nhưng đến lúc đó có chuyện gì muội cứ gọi huynh đến giúp, đến lúc đó mời huynh ăn bánh là được rồi, có người huynh dễ dãi lắm. Xin lỗi nha, huynh nghĩ tại huynh nhiều chuyện quá. Tạm biệt. Nè, lúc nãy muội muốn nói câu chỉ là xin lỗi thôi, thực tế không có ý nghĩa gì. Huynh nói rất đúng, đích thực muội cần có người giúp đỡ, nhất là những người bạn quan tâm mình. Nếu huynh chịu giúp đỡ muội, không lý nào muội không chấp nhận. Muội muốn nói với huynh một tiếng cảm ơn. Vậy thì không cần đâu. Nè, số tiền đó muội nhất định trả lại cho huynh. Muội lại nhắc nữa. Ý của muội muốn nói, mai này bán bánh trà ở kinh thành, đợi khi có nhiều tiền lời rồi, tiền ở trong tay không lý nào không cần trả. Khổng đi ca, huynh về rồi à? Ủa, sao cô ở đây? Phải đó, muội mới cùng đương đương đến cung trữ tú, lưu tiện đi ngang qua đây coi có gặp huynh không. Chân của muội đã khởi rồi. Nè nè nè, cô là thân nữ nhi đó, cô làm gì vậy? Bị người ta nhìn thấy thiệt thòi lắm. Món bánh này muội làm cho huynh ăn đó. Dạo này sắp vào đông, thời tiết khô khan, ăn chút bánh có thể nhuận trường. Hay là chúng ta qua bên kia từ từ ăn đi. Tôi không ăn bánh ngọt, muốn ăn cô ăn một mình đi. Tôi còn phải làm việc, mạn phép. Nè, ăn cái bánh đâu có phiền huynh lâu đâu. Cô nương à, tôi là một hộ quân, trách nhiệm của tôi là giữ cửa thành chứ không phải ăn bánh. Nè vậy đi, nếu một mình cô ăn không hết, để tôi đem vô chia giùm cô. Nè, còn huynh tôi làm gì chứ? Chẳng phải cô nên đến cung trữ tú làm việc sao? Mau đi đi. Cảm ơn nha. Đúng là đáng ghét. Tên đàn ông ngu xuẩn đi. Cái tốt là không biết quý. Bảo thầy cô nương, bảo thầy cô nương tìm được cô may quá. Người muốn gì đi? Người ta bận lắm, nhiều việc phải làm. Không phí nhiều thời gian của cô đâu. Bảo thầy cô nương à, cũng nhờ cô thường nhắc nhở tôi, để tôi trả ơn cô, cho nên đã mua miếng ngọc tặng cho cô nè, coi như tạ lễ. Cảm ơn, miếng ngọc như vậy tôi có nhiều lắm rồi. Khác đó, cái này được đạo trưởng Bạch Dân gần đây tế trợ ở điện Khâm An khai quang rồi, linh nghiệm lắm. Cô biết đó, trong cung có nhiều ma quỷ, nhất định nó có thể phù hộ cho cô. Thái giám nào cũng muốn có nó, cực khổ lắm, tôi mới mua được cái bột thái giám đó đem tặng cho cô, phù hộ cô đó. Linh nghiệm vậy sao? Linh nghiệm lắm. Vậy à? Vậy thì cảm ơn nha. Không có gì, cô chịu nhận là tôi mừng rồi. Trụ trì, tôi muốn hỏi bà lão trong đó đi đâu mất rồi. À, thí chủ đó đã lên núi để hái chút trái dại và lá dâu chuẩn bị làm bánh.
Cũng may bình thường huynh có thể trò chuyện với người của phòng người thiện, nếu không không thể lấy được nhiều long dịch như vậy. Không lẽ muội định mai một lượt mấy áo ấm như vậy sao? Dĩ nhiên là không. Khổng đại ca đã chỉ muội, kêu muội lấy long dịch thấm vào bông gòn, áo ấm mai xong sẽ ấm hơn nhiều đó. Long dịch có nhiều mùi hôi lắm, đem rửa sạch là được rồi. Ngày mai chú phu tử sẽ cùng thái hậu du viên tạc tượng. Huynh rảnh rỗi lắm, hay là huynh ra ngoài mua chút thức ăn đi thăm nội của muội? Không cần đâu, hôm nay Khổng đại ca mới đi thăm nội, huynh không cần tất bật quá. Lần này Khổng đại ca đã giúp muội rất nhiều. Chỉ vì y giúp muội nhiều quá nên càng lúc muội càng mắc nợ y. Có gì mà nợ hay là không? Có thể thực tế Khổng huynh không nghĩ bắt muội phải trả món nợ này. Khổng đại ca, muội về rồi à? Khổng đại ca, hôm nay nội của muội thế nào? Sao vậy? Không lẽ nội của muội có chuyện sao? Huynh nói gì đi, huynh làm như vậy dễ làm chúng tôi sợ lắm. Lúc nội của muội lên núi hái trái dại đã bị chó sói tấn công. Huynh vừa nói gì? Chó sói tấn công gì chứ? Huynh xin lỗi, huynh có nghe lầm không? Có phải bọn họ có ý đồ gì, đùa giỡn hay bắt cóc tống tiền hay không? Đích thân tôi tìm được xác. Huynh có nhìn kỹ chưa? Huynh gặp nội của An Xuyến bao nhiêu lần? Nó lặn lội từ Hàng Châu có thể lên đến kinh thành, không lý nào bây giờ có chuyện mà lên núi hái trái dại. Nội già rồi còn lên núi hái trái dại để làm cái gì? Nghe trụ trì nói, đâu vì làm bánh quê nhà nên mới đi hái trái dại thôi. Tại huynh thu xếp không chu đáo, huynh xin lỗi. An Xuyến sắp trở gió rồi, muội phải hoàn thành áo ấm. Muội đừng làm vậy. Buông tôi ra. An Xuyến, buông tôi ra đi. An Xuyến, có phải hay không? Cô làm việc gì sao? Số xiêm y này đem tới 2 ngày rồi cũng chưa giặt. Xiêm y của cung dĩnh đội chúng tôi xưa nay đều được ưu tiên giải quyết, không ai nói quy định này cho cô biết sao? Nô tỳ không có ý đó, chẳng qua là cô của chúng tôi không có căn dặn cho nên. Lại là An Xuyến. Cô cũng không muốn đâu, nghe nói người thân của cổ qua đời cho nên mới quên thôi. Nô tỳ sẽ mau chóng giặt xiêm y này mà, làm phiền cô một lần nha, bỏ qua chuyện này đi được không? Bây giờ cô đâu rồi? Cô có nhầm lẫn không? CP của cung dĩnh thoại chúng tôi cô vẫn chưa giặt xong, có phải bây giờ cô cố tình đối đầu với tôi không? Tôi kêu cô giặt đồ, cô chỉ biết ngồi đi lo may áo ấm, bây giờ luôn cả cung dĩnh thoại cô cũng không coi ra gì à? Nè, vừa thuê nha, không nói không rằng, bộ điếc rồi sao? Ra ngoài đi. Cô có biết bây giờ cô có thân phận gì không? Cô nghĩ như phi nương nương thương yêu cô có thể ở lại càng tay tứ sở thì cô vẫn là của cô ngày nào à? Nghe đây, cô chỉ là một cán y nô thôi. Cô đứng yên cho tôi. Cô lơ là trách nhiệm, cô lấy vật liệu trong cung tự làm áo ấm. Bây giờ chứng cứ rành rành, tôi sẽ mang chứng cứ này đến bẩm báo với như phi nương nương. Trả cho tôi. Đó. Trả cho tôi. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Làm gì vậy? Đánh tôi à? Có gan thì đánh tôi đi. Cô đó đừng có ý có người thân qua đời thì được tội nghiệp nhé. Cô dám tát tỳ nữ trong cung, vi phạm di huấn của tổ tiên, bây giờ bị hoàng hậu nương nương trách phạt là do cô tự chuốc lấy thôi. Phạt có quỳ ngoài cung 3 canh giờ. Bây giờ phạt xong rồi, cô mau đi đi. Tại cô không đi thôi, có chuyện gì không liên quan đến tôi. Chúng ta đi.
Ai Xuyến, đủ rồi, đừng làm vậy nữa. Mũi cứ làm vậy cũng vô ích. Mũi cũng đâu muốn nội của mũi thấy mũi như vậy. Ai Xuyến, Ai Xuyến, Ai Xuyến, tay áo đâu? Tay áo đâu? Thôi đi đừng tìm nữa, áo đã rách rồi. Tìm được tay áo, tôi nhất định tìm được tay áo. Đừng tìm nữa, áo đã rách rồi. Nỗi của Bụi đã chết rồi. Tôi tìm được thì sao? Tôi nhất định phải làm lại. Nghe Quỳnh nói đi, nỗi của Bụi chết rồi, nỗi của Bụi chết rồi. Bụi có nghe không? Không lẽ luôn cả chuyện tặng cho nội một áo ấm hoàn chỉnh cũng không được sao? Có phải không được không? Có phải không được không? Trong nơi ngõ yết sẽ gan cho mô trong yên kịt quá in hầu man kịp bát phô mênh mênh mít mít mục quang cao cho phù hỏi tìm mang phô xin nơi xin xin lô quá kim ngầu yên giấc mô vì nị hy sinh đi chú định chỉ sinh nghiệm tuyệt tình chẳng chân nị đích.